Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 được lộc trời cho, giàu sang, phú quý trọn đời. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Xây nhà là một trong ba việc trọng đại nhất của đời người, bên cạnh việc kết hôn, dựng vợ, gả chồng, xây dựng sự nghiệp. Chính vì thế mà trước khi xây nhà, anh chị cần phải tìm hiểu về phong thủy nhà để ngôi nhà sau khi xây dựng đem lại bình an cho gia đạo, làm ăn phát đạt. Một ngôi nhà tốt thì cần phải có sự dung hòa giữa tính thẩm mỹ lẫn phong thủy vượng. Yếu tố quan trọng nhất khi xây nhà là chọn tuổi làm nhà, hướng hợp với trạch chủ và vận khí của đất. Dù nhiều người cho rằng bản thân mình chẳng duy tâm quan niệm, tuy nhiên khi đã quyết định làm nhà thì ít nhiều cũng nên quan tâm đến các yếu tố này để mọi thành viên trong gia đình được tâm an, gia đình vui vẻ hạnh phúc, phúc lộc đầy nhà. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cắt bằng, còn nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung họa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Được sự tư vấn của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ gửi đến quý vị và các bạn xem tuổi làm nhà năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Yếu tố đầu tiên cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên chúng ta cùng xét đến kim lâu. Vào năm 2020, Canh Tý gia chủ 37 tuổi theo cách tính này sẽ phạm phải kim lâu thân, kỵ người thân. Nếu gia chủ xây nhà sẽ mang tai họa cho người thân trong nhà, nhẹ thì công việc bất lợi, làm ăn thất bát, bệnh tật ốm đau liên miên, còn nặng thì có thể chết người. Còn xét về hoang ốc, năm 2020 Canh Tý gia chủ 37 tuổi theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải tứ tấn tài chi phước lộc lai. Gia chủ mà làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới thuận lợi cho mọi mặt. Xét đến tam tai thì người tuổi Giáp Tý cần tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn. Năm làm nhà Canh Tý theo cách tính thì gia chủ sinh năm 1984 Giáp Tý sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Nếu muốn cắt lành nên mượn các tuổi sau để động thổ: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây, nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp lòng phù chủ thì xây dựng không gì cắt bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà sao cho cắt lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm tháng khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét đến vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không thì với hướng của mình chuẩn bị xây và cắt hung của từng hướng năm 2020. Mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi Giáp Tý 1984, nam mệnh thuộc cung Đoài Kim, nữ mệnh thuộc cung Cấn Thổ, sẽ đến việc xây nhà như sau. Đối với nam mạng Mậu Tý 1984, cung Đoài xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh. Vì vậy, bốn hướng tốt gồm có Tây phục vị, Tây Nam thiên y, Đông Bắc diên niên, Tây Bắc sinh khí và bốn xấu đó là Bắc hỏa hại, Đông tuyệt mệnh, Đông Nam lục sát và Nam là ngũ quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cắt hung như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Bắc gồm có Ba Sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế. Với nhà tòa ngọ hướng Tý phạm Tuế phá và tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tòa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tòa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Giáp Tý 1984 nam mạng xây nhà hướng này phạm vào hỏa hại thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà hỏa hại là sao Lộc Tồn thuộc Thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Vì vậy tuổi Giáp Tý 1984 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như là trấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, gia trung hòa hợp, tăng cường sức khỏe, thiết kế công năng phòng ốc trong nhà, đẹp kiến trúc, hợp phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của Phong thủy May mắn để được tư vấn trực tiếp.
Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 đang ở nhà hướng Bắc thì cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Hướng thứ hai đó là hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh, 157,5 đến 202,5 độ, năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn hơn. Tuổi Giáp Tý 1984 xây nhà hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ. Mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc Hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Và hơn nữa, vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Vì vậy, tuổi Giáp Tý 1984 khi xây nhà hướng này cần phải hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tốt nhất như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Tý 1984. Thứ ba đó là hướng Đông gồm ba sơn Giáp Mão Ất, 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung, hướng Đông, mộc khắc thổ, nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Và đối với nam mạng Giáp Tý 1984 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tự quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Hơn nữa, trong năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở nhà hướng này, nếu có điều kiện bán đi mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải nhà xấu nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Giáp Tý 1984 đang ở nhà hướng Đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Tý 1984. Và hướng thứ tư gồm có ba sơn Canh Dậu Tân, 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Còn những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn 5 tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Còn nếu xây mới, chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Giáp Tý 1984 nam mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Việc
việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ năm, đó là hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tý, Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh, nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa và xây mới được. Còn với nhà tọa tị hướng Hợi, phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Giáp Tý 1984 xây nhà vào hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc Mộc, hướng Đông tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát lành và thuận lợi. Còn nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút thì nên đặt cửa, bàn, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa côn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Và hướng tiếp theo chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý, Nhất Bạch tài tinh đáo đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới, vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đu thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Tuổi Giáp Tý 1984 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được duyên niên, mà duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng thứ 7 đó là hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tống Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý sao Lục Bạch đáo đến, Lục Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ, phạm Mộ Long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn trực tiếp cụ thể. Người tuổi Giáp Tý 1984 mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, phạm lục sát thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Tý 1984. Và hướng cuối cùng chúng ta cần phải xét tới đó là hướng Tây Nam gồm Ba Sơn, Khôn, Mùi, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Canh Tý sao Tứ Lục đáo đến, Tứ Lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm này thì Sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát.
Tuổi Giáp Tý 1984 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng, được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa, đặt giường tại thiên y, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Đó là những kiến thức liên quan đến việc khai sơn lập hướng cho nam mệnh tuổi Giáp Tý năm 2020. Vậy còn nữ mệnh thì sao? Đừng rời khỏi màn hình, ngay sau đây chúng tôi sẽ bàn về tuổi Giáp Tý nữ mệnh năm 2020. Với nữ mạng Giáp Tý 1984 thuộc cung Cấn Thổ, thuộc Tây tứ mệnh, người mệnh Cấn Thổ bốn tốt đó là Đông Bắc phục vị, Tây Bắc thiên y, Tây diên niên, Tây Nam sinh khí và bốn hướng xấu đó là Nam họa hại, Đông Nam tuyệt mệnh, Đông lục sát, Bắc ngũ quỷ. Hãy cùng phong thủy may mắn xét các hung vận hạn từng hướng xem như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba sơn, Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà toàn ngọ hướng Tý phạm Tuế phá và tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Giáp Tý 1984 xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dạy. Và hơn nữa, năm 2020, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng tiếp theo đó là hướng Nam gồm 3 sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát, cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Giáp Tý 1984 xây nhà vào hướng Nam thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, phạm họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Còn theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lăng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Tý 1984. Thứ ba đó là hướng Đông gồm 3 sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm thì được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức hòa vào thân. Tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, phạm lục sát, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Nếu bắt buộc gia chủ phải làm nhà vào hướng này năm 2020 thì nên nhờ các thầy phong thủy nổi tiếng để sắp xếp bố cục công năng phòng ốc trong nhà được cát lành. Ngoài ra thì với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn.
Thứ tư đó là hướng Tây, gồm ba sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý Cửu Tử Đáo đến, Cửu Tử ngũ hành thuộc hỏa, Đáo Kim Cung Hỏa Kim tương khắc, nên hướng này không được gắt. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được các ngày may mắn. Với nữ mạng Giáp Tý 1984 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được di niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Còn nếu thấy khó khăn kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía di niên. Trong trường hợp tuổi Giáp Tý 1984 đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để tăng vận khí, kỵ tà, mang lại cát lành cho gia chủ, sinh năm 1984. Thứ năm đó là hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Canh Tý Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ đáo vào Kim Cung nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới trong năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất gắt. Tuổi Giáp Tý 1984 xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được Thiên Y, mà Thiên Y thuộc sao Cự Môn thổ, hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Còn trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp tăng vận khí cho ngôi nhà bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch. Tiếp theo, đó là hướng Đông Bắc gồm ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý Nhất Bạch tài tinh đáo đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc Kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ Kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Người tuổi Giáp Tý 1984 mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được phục vị, mà phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, chị ra trước rồi mới bình thiên hạ. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để tăng thêm vận khí, sinh khí tốt cho ngôi nhà của gia chủ tuổi Giáp Tý 1984. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao Lục Bạch đáo đến, Lục Bạch ngũ hành thuộc Kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc Mộc, Kim Mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Giáp Tý 1984 xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh, không hợp hướng phạm tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Trong trường hợp gia chủ bắt buộc phải xây dựng vào năm 2020 thì phải sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành. Còn trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc.
Và hướng cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Canh Tý sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ. Mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 Sơn Thân phạm vào Mậu kỷ đầu tiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng Vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi 1984 hợp hướng được sinh khí, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra, cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Vừa rồi Phong Thủy May Mắn đã phân tích cát hung vận hạn của từng hướng nhà năm 2020 cho tuổi Giáp Tý 1984. Qua phân tích thì các bạn có lẽ cũng đã tự lựa chọn được thời điểm tốt để xây nhà cho mình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận nhé. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.